con này trọng à. Ê trời, dính dính ông ơi, còn ông ơi, hết thận cá. Trời ơi, hai kg á, quá bự mọi người. Trời ơi, 2 kg mọi người. Hello mọi người nha, hôm nay đi câu cá bình thường mọi người. Giờ mình đang lấy ghe để mình đi vô láng nè, 13 nha mọi người. À, khét. Cái cây nhảnh ơi, nhảnh ơi. Trắng kia bự lắm, nó đi nổi không? Nó trùng trắng đi. Trắng hai chiếc xanh đi. Rồi lấy chiếc xanh đó đi. Chiếc xanh này cũng bự nè. Bự không à, xanh bự không à. Bự đi cho lấy cho ông vô chiếc xanh trắng. Ghé chốt 14 này rước 2 chiếc hũ nữa mọi người. Chốt 14 nè. 13 rồi, bé nào? 13 rồi, bé nào? Cẩn mình bé. Đoàn mình 4 người nha. Giờ đến nơi mọi người, mình xuống đi chiến đấu mọi người. Xuống trước nè. Ủa mày xuống lần bơi. Rồi bữa nay anh hai bơi là đủ, tôi giọng anh hai nghe anh hai. Rồi mời mọi người theo dõi video nha. Tại ông khiếp ngủ ở đây, đi vô đây cho biết. Lạ chỗ này chưa có quen. Câu đây thì nhiều rồi mà năm nay chưa có lên, năm nay lên đây đầu tiên á. Ô kiểu này thì bày cái khác chứ. Bày hay là bả vậy? Bả. Lóc. Lóc đen mọi người. Nãy câu cá rô nó không ăn nè. Lấy cái lóc quê nè. Ủa cái này bày cái khác mọi người ơi. Rồi lên cá mọi người. Lóc nha. Cá quá mập. Mập thì ghê thiệt chứ. Vô thùng nha mọi người, cẩn thận nè. Lên. Cuối cùng cũng lên cái rô nè.
chờ mày hoài không lên. Mặt má thiệt chứ. Rô bự ghê. Bự con người. Ui quặt ghê luôn. Mà không đã. Vô thùng. Trời ơi. Có gì vậy? Cái giày. Nội ui. Cái giày sao nào không vô? Cái gì con? Cái giày mọi người. Nãy giờ nó phá mồi quá. Thường thường này nó ăn là nuốt không sao kỳ không biết con này. Mày chết. Rột nhiều lắm. Lên mọi người. Trời ơi. Dến. Lóc. Bảy lạng vậy. Cậu bà đó đang ngâm cái rô và câu đó nè. Đó là tôi đang nói chuyện với ông là cái bụp nghe không? Tổ ngựa ở ngoài móc vô trời. Cá thì tới số. Tiếu thiệt chứ. Trời ơi. Đâu nó táp nó ghê lắm mà, cái rậm mà. Nghe cái rậm một cái mà đủ nữa. Kỳ lạ thật ta. Không, con là cái số nó vô thùng. Không. Hả? À nó xúc, nó dính rồi, nó xúc ra phải không? Thì nó móc thêm cái nữa gì? Vô không. Coi mọi người, mời mọi người coi nha. Có sặc rằng muối chiên nè. Cơm trắng không có gì hết mọi người, như đây thôi nha. Mời mọi người nha. Mình đi rừng mới ăn cơm ngon lắm mọi người. Ở nhà ăn không? Có thừa ăn lượng sao, ăn không ngon bằng.
Táp không biết dúng mồi không biết nữa. Táp mà không biết vô mồi hay không nè. Thằng đơn chỗ vậy không đi ta. Ôi, chắc nhả rồi. Vô cỏ à. Không. Nó nhả rồi, nó giật nó roi vô cỏ nó nhả. Thấy không? Nó nhả rồi mình giật nó dướng sông Hồng nè. Con này trọng à. Ê trời dính. Dính không ơi, còn không ơi. Hết thận cá. Trời ơi. Hai kg á. Quá bự mọi người. Trời ơi. Hai kg mọi người. Hai ký có á. Ừ. Xô đó rồi. Nè. Giờ cứ ngắt như tôi tưởng xảy rồi chứ tôi tưởng. Ký rưỡi hả? Ôi con này sẽ chết rồi, nuốt con tử luôn rồi. Hả? Không được 2 ký hả? Bự lố ngoài. Cắt dây rồi an toàn. Chia trong cái đầu ok không hả? Chia trong cái đầu ok không? Thể đúng. Ông chơi là ông quằn hết trơn nó đứt trong cái về.
tính lắm đó, đủ không à? Nóng lắm à. Đó, nãy đứt cái lưỡi câu trời nó trôi đụng tao mất tiêu luôn, hơi nó chạy chậm chậm em cảnh nó nổi luôn. Nó nổi hoài. Rồi về mọi người. Lại cái nó giọt xuống, lội giọt xuống đây. Cái cống. Ủa nó kéo cái bật cái đi. Mới có hai anh em mà hai anh em kia về rồi. Lại luôn. Rồi nó giờ chắc 14 rồi. Bơi tới cái giờ về mọi người ơi. Bữa nay được ra để coi con cá rô với lại 4 cá lóc nha mọi người. Hết sức rồi đó. Được con cá bự. Nhưng ba con kia cũng như trồng trồng. Có con đó chắc hơn ký rồi. À đúng rồi đó. Cá này mọi người. 4 con nha. Có con đại ca này chắc cỡ 1 ký 3 bắt đầu. Còn cỡ thứ 3, thứ 4 gì thôi mọi người. Bỏ hạ đúng rồi. Cái này thành quả có vô đó nè. Con còn cầm mọi người xem coi. Cầm mọi người xem. Nó khôn nó quay đầu trong không à. Thôi 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 quay coi cho nó xong. Đó, đại ca đây. Quá đã mọi người. Dỡ lên cái kia kia. Thôi cũng được tạm ổn nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Để ngày mai ráng câu nhiều nhiều cho mọi người xem mọi người. Bữa nay gì cũng mừng rồi. Vui rồi mà nó không. Còn có nữa không? Còn có nữa kìa. Rồi đó. Còn... bốn con lóc một con rô mọi người.